Một cô gái hoang dã cao 2 mét ngồi bên mặt hồ rửa mặt, chỉ thấy cô nàng lấy một miếng da thú lau bùn đất trên người. Mặc dù là người hoang dã nhưng cô nàng rất ưa sạch sẽ. Sau khi vệ sinh hàng họ xong, cô cởi chiếc áo da thú ra, thư giãn một cách thoải mái bằng cách giơ tay lên rồi lại vươn vai. Sau đó, cô nàng bắt đầu giặt quần áo. Không ngờ trong bụi cây bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông có ý đồ chấm mút. Cô gái nhanh chóng xoay người đối đầu, vung miếng da thú tung hỏa mù làm cho thanh niên ngã xuống nước. Ai ngờ lại xuất hiện thêm vài kẻ xấu khác lao đến. Cô gái tiếp tục xử lý một người trong số họ xuống nước rồi nhanh chóng dùng ba cẳng sáu giò chạy vào rừng. Chạy mãi thế mà vẫn bị bọn chúng đuổi kịp đòi hấp diêm bằng được. Đường cùng cô nàng phải quay lại đấm cho hắn ta hai cú đấm khiến hắn chảy máu cam. Suýt chút nữa tiễn hắn về cõi ông bà. Sau một hồi loanh quanh mỏi mệt, cô nàng lại quay về điểm ban đầu. Thế là ba người đàn ông cao to cùng nhau để đầu cưỡi cổ nàng ấy nằm chèm bẹp xuống đất. Đúng lúc đó, một mũi tên ở đâu ra bỗng bay tới, hóa ra là một thợ săn lao tới. Cả hai bên bắt đầu một trận đấu ác liệt. Cuối cùng, ba tên rảnh cu bị đánh sắp ngất, nhưng thợ săn lại bị một mũi tên xuyên qua cánh tay. Cô gái nhanh chóng giúp anh chàng rút mũi tên ra, thợ săn cảm ơn không ngớt, thế mà anh chàng tặng cô nàng một cái bạt tai vào mồm. Sau đó, cô gái quay lại bên bờ hồ để nhặt quần áo, nhưng không ngờ từ dưới nước đột nhiên một con rồng khổng lồ trồi lên, ngoạm chặt lấy quần áo của cô nàng, mà không chịu buông khiến nàng gái hoảng sợ thả rông đàn bướm bỏ chạy. Mấy tên xấu số kia thì trở thành bữa ăn ngon của con rồng. Sau đó, cô gái và thợ săn tìm một hang động để chữa lành. Để giúp chàng bớt đau đớn nên nàng hiến con ngao cho chàng nhả nhựa. Từ cái đêm thung thường ấy họ trở thành vợ chồng son. Họ sống hạnh phúc trong rừng sâu nước độc. Vào một ngày nọ, thợ săn một mình lên núi săn mồi thì phát hiện một con sói hoang. Anh nhanh chóng lao tới đuổi theo, không ngờ từ mặt đất bỗng xuất hiện một con quái vật khổng lồ khiến đôi chân vốn dũng mãnh của anh trở nên mềm nhũn. Con quái vật lao tới húc ngã anh chàng xuống đất, há cái miệng rộng mấy mét chuẩn bị thưởng thức món ăn tươi sống. Thợ săn nhanh chóng dùng chân đè đầu cưỡi cổ nó xuống. Hành động này khiến con quái vật nổi giận. Con người nhỏ bé này lại dám phản kháng. Nó há hai hàm răng sắc nhọn định nhai nát anh chàng. Dù thợ săn rất sợ hãi nhưng vẫn kịp rút dao găm ra chọc ngoáy loạn xạ. Ai ngờ chỉ gài ngứa cho nó mà thôi, vì da thịt con quái vật này rất dày và cứng. Trong lúc nguy cấp, anh chàng lại vớ được cành cây để chặn miệng quái thú lại. Nào ngờ nó lập tức cắn nát cành cây. Thợ săn sợ hãi, vừa bò vừa lê lết chạy lên núi, chờ thời cơ rút cung nỏ ra ngắm bắn vài phát vào mõm quái vật. Cũng may bắn trúng vào mắt của nó. Sau vài tiếng kêu thảm thiết, con quái vật chui vào hang động. Thợ săn chuẩn bị đưa người vợ mới cưới trở về xuống mặt đất, nhưng không ngờ một nhóm người ngượng đột nhiên lao tới, ôm chặt lấy chân họ và cắn xé. Dù hai người chống trả quyết liệt nhưng vẫn bị bọn chúng bắt giữ. Thủ lĩnh của nhóm người rừng dùng tay bóp véo cô nàng, khiến em nó bức xúc nên nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn. Đúng là ngượng chứ không phải là người. Cái thằng thủ lĩnh dùng bàn tay to vật vã làm một cái cháy màng tang khiến người đẹp nằm chèm bẹp. Chàng thợ săn thấy vợ mình nằm như một con rán, quá a cay, chàng vội vàng liều mình xông tới cứu, nhưng cũng bị đánh đến tơi bời khói lửa. Thế là nàng vợ ngọt nước bị những kẻ người rừng bắt đi. Sau vài ngày nằm trên mặt đất, chàng thợ săn được một ông lão cứu sống. Ông lão này đến từ thế giới văn minh nên sở hữu hàng nóng có uy lực mạnh mẽ. Ông ấy tặng thợ săn khẩu súng làm vũ khí tự vệ, thậm chí còn khuyên anh chàng nên đi tìm nhóm người rừng để đòi lại vợ. Lúc này, Lucy đã bị người rừng trói tay chờ ngày thụ phấn. Khi kế hoạch thành công sẽ đưa cô nàng về làm vợ. Trên đường, họ gặp một quái vật hai sừng hung tợn khiến ai nấy đều teo chim vì sợ vãi đái. Trong lúc nguy cấp, một con quái vật khác xuất hiện lao tới. Cứ như vậy hai con mãnh thú chiến nhau không hồi kết. Người rừng đứng bên cạnh xem một cách thích thú mà không biết rằng cô nàng Lucy đã cao chạy xa bay. Nàng ấy chạy vào rừng càng sâu càng tốt. Đến chỗ an toàn, nàng cố gắng dùng gỗ để cưa dây trói. Sau một hồi không hiệu quả, cô nàng dường như kiệt sức ngồi phịch xuống đất và ngủ thiếp đi. Lúc này, một người đeo mặt nạ bất ngờ xuất hiện nhấc bổng cơ thể nuột nà của nàng lên. Thấy Lucy da trắng nõn lại có cặp rú mới nhú nên thanh niên dự định đưa cô nàng về nhà làm vợ. Lúc này, Lucy không có nơi nào để đi nên nàng theo người đeo mặt nạ về nhà. Kết quả là cô phát hiện ra nhà anh ta vô cùng sang trọng, thậm chí còn có bát để ăn cơm. Đây là lần đầu tiên Lucy thấy thứ này. Sau đó, thanh niên đeo mặt nạ lấy ra một cái bật lửa, suýt chút nữa làm cô ấy sợ hãi. Cái bật lửa này thật thần kỳ, từ nay không cần phải cả cọ khoan đục lên gỗ để tạo ra lửa. Sau đó, chàng đeo mặt nạ dẫn cô nàng đến một pháo đài, nơi Lucy nhìn thấy một con búp bê và một quả bóng, thậm chí nàng ấy còn nhặt được một cái gương sáng. Đây là lần đầu tiên nàng ấy nhìn thấy vẻ đẹp ngọt nước của mình. Tuy nhiên, thanh niên đeo mặt nạ không thích soi gương. Sau đó, Lucy bắt đầu học từ những cuốn sách nhặt được. Với tài năng vốn có, cô nàng nhanh chóng học được tiếng Anh. Tối hôm đó, trong rừng phát ra một luồng sáng chói. Khi tiến đến gần, bất ngờ cô nàng thấy gương mặt của thanh niên đeo mặt nạ lộ dần ra. Người đàn ông đeo mặt nạ xấu xí tức giận túm lấy vai cô khiến Lucy hoảng sợ quay đầu dùng cặp giò dài 1m5 bỏ chạy. Ngày hôm sau, cô nàng bắt một vài con cá để làm vui lòng người đeo mặt nạ. Thấy đồ ăn ngon, anh ta không nhớ đến chuyện hôm qua. Không ngờ, bọn người rừng lại tìm thấy nơi ở của họ, để rồi một cuộc chiến sinh tử lại bắt đầu xảy ra. Người chồng thợ săn một mình đến vùng đầm nước đen đầy nguy hiểm để bắt cá. Đột nhiên một con quái vật đen tuyền xuất hiện từ phía sau, suýt nữa tiễn chàng về gặp ông bà. Khi vừa lên bờ, anh chàng lại bị quái vật kéo xuống nước. Trong lúc nguy cấp,
người thợ săn nhặt khẩu súng trên mặt đất nhanh chóng ra đòn tiễn quái vật về với cát bụi. Lúc này, Lucy đã rơi vào tay người rừng, không ngờ với sức mạnh phi thường của mình cô nàng quật ngã hắn như một con nhái. Người rừng giận dữ định ra tay sát hại, đúng lúc then chốt, quái vật khổng lồ từ dưới lòng đất bất ngờ xuất hiện chui lên tấn công kẻ xấu thậm chí liếm lìa cánh tay của hắn. Lucy nhân cơ hội trốn thoát khỏi hiện trường. Giữa dòng đời xô đẩy nàng ấy lại bị vài tên đàn em của đám người rừng truy đuổi. Trong lúc cấp bách, một con quái vật bay đến, từng tên một là món khoái khẩu của quái vật. Sau khi no nê, quái vật treo mình trên cây ngủ ly bì, cuối cùng cô nàng may mắn thoát chết. Sau đó, nàng ấy phát hiện ra một ngôi thành cổ gần đó. Không ngờ bên trong chính là xào huyệt của bọn người rừng. Quá sợ hãi, cô nàng cố gắng sử dụng cặp giò dài tới nách bỏ chạy, nhưng lại bị dồn đến một ngõ cụt. Dưới nước xuất hiện mấy con tôm hùm khổng lồ, phía sau có một đám đàn em của bọn người rừng bao vây, trong tình thế không lối thoát. Lucy lại bị nhốt vào một căn phòng tăm tối. Không lâu sau, tên thủ lĩnh của bọn người rừng đến, mất một cánh tay mà hắn vẫn muốn thụ phấn cho cô nàng. Trong lúc bị bách, Lucy nhanh chóng nhặt một hòn đá dưới đất rồi táng mạnh vào sọ hắn. Thế mà hắn vẫn chưa hẹo. Đúng lúc đó, chàng thợ săn cũng kịp đến nơi, nhưng bị mấy tên người rừng đè đầu cưỡi cổ. Thấy vậy, Lucy nhặt hàng nóng xả đạn ồ ạt, nhưng phát đạn chỉ bắn trúng vào vách đá. Cuối cùng, cả hai dồn đến vách núi treo leo, dẫn đến một cuộc đấu quyết tử diễn ra trên vách đá. Lucy đạp mạnh một phát khiến cục đá văng xuống, vô tình làm cho tên thủ lĩnh lao xuống nước. Thế là hắn bị con tôm hùm khổng lồ nuốt chửng ngay tại chỗ. Cuối cùng, hai người họ tìm được một hòn đảo hoang vắng, nơi đây chưa từng xuất hiện một bóng người. Kể từ đó, cặp đôi bắt đầu cuộc sống đóng gạch thoải mái trên đảo hoang. Bộ phim đã đến hồi kết, tên phim mình để dưới phần mô tả, các bạn lên Google tìm kiếm. Hãy ủng hộ kênh bằng những lượt like và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. I love you, Park Park.